ghê. Nó rú chuẩn bị hết xăng ạ. Pha à? Pha đấy, không sợ ông đi làm vừa vạ vẫn. Mỗi lần này phải pha à? Dáng như pha thẳng với can này luôn này. Dùng hết bao nhiêu thì đổ nó vào đúng không? Như ông sợ ông vừa vạ vẫn đổ thẳng vào. Đó, thẳng can xăng là cũng được mà. Không pha đủ cho cái nào mình dùng. Ổi quá. Gì cũng đổ. Thế tự nhiên đi bóc thế nó về nó sót lắm. Thì nó có nước đấy. Chả khác gì nhưng lại không đầy tê. Này này có vẻ phải mày. Trời ơi, có chảy nữa, cái chảy hết cả mồ hôi đây này bố. Này mà để mồ hôi nó chảy vào chỗ đấy nó sót thì không nhè đây. Con nếu bóc từ đấy có thể đau rồi hết tối nay. Tự nhiên đi bóc thế. Chưa mần gì, tôi kiếm một giá tiền đấy, chưa mần gì, à, kiếm giá tiền đấy mới đau. Bốn lắp này hơn một tí cái bình này. Chỗ này mà khoảng 1 lít bao nhiêu đâu. Thank you.
còn khói ghê gớm. Tại vì lượng giấy phải pha một lít xăng một tháng. Giờ này cứ kệ nó thôi, cho nó đau cho nó biết. Ngâm nước vào, ngâm nước vào để cho da cho nó mủ ra, xong rồi nó nhanh mọc ra non. Về đi mày, về làm chưa ra được cái gì rồi, chưa ăn cơm không đòi về. Mày mà được bắt cơm đâu. Anh Sơn có view. Cùng làm video nào? Cần lấy video cũ đăng lại rồi. Có view không mất cái kia. Nặng mỡ. Ít view vẫn có. 1 tiếng 1.000. 5 tiếng 5.000. Thế rồi. Đấy rồi, nó không bị mất. Đúng, đúng rồi. Không mất đề xuất. Đăng nhiều, đăng nhiều. Có nhiều view. Có nhiều view. Thế còn là đưa video cũ. Giờ cứ gộp lại thì cho họ chạy nhanh đăng lên luôn hả, có video đăng cũng chẳng cắt gì đâu mà ghép vàng tua lên nhanh sao sửa đăng lên rồi giữ chân khán giả vẫn có tiền 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 tiền
Thẩm gỗ mình gì đâu. Múa lặng mới được là mới đủ đô. Thôi mọi người làm sao thả bái rồi. Lớp bọn mình cần góc làm sao mà. Mình sẽ ông sợ ông này. Ông độc đặc thế là nó sẽ không hết được sơ. Mình đào cho ngon hơn. Mình đi kiểu mạng này, ông thọ cũng đập sẽ mất thời gian hơn. Còn nó không sạch bằng cái này đâu. Nó không đi được một cái lớp màng. Hết lớp rồi. Lôi đi con, đến giờ làm việc rồi. Đấy, lôi ngược ra cho trắng cho bố. Kéo ra. Dưới mà nôi xuống đất nó đây, nó đứng chật. Xuống đất kéo cả ngã gãy chân, nó kẹp cái chân ngã đấy, lôi ngược rồi đấy cho bố. Làm đi, cầm hai tay cầm chắc vào. Bố còn còn mặt thì đã chảy máu chưa. Tưởng như vừa gọi mùi cơm đấy con. Ôi trời ơi, mùi đi ăn đi. Không thích ăn đâu. Bóc nhanh lên để bố còn xem mặt. Bóc đi, cầm cả ba này lột một phát cho nó hết luôn đi. Hai tay cầm cả ba cái kéo, một phát đi hết. Nhưng mà cầm lộn ngược, cầm ngược rồi. Cứ cầm kéo xuống nó khác đi. Hai tay kéo vào. Có chịu không? Không. Đói có chịu không? À đói không có chịu gì được. À có, nhầm mất. Nhầm. Ở đấy mình nhầm. Lấy cái đầu nhọn mà bảy con. Nát chấn này, kéo đi.
ngửi mùi chẳng ra gì những cái măng ấy. Nè, tao đi con. Đấy. Mình không hết phần chiều bạn cơm đâu. Cây khô thì đấy, cành khô lại xuống. Trước là mình là cho bọn FPT được mấy tháng, 2 tháng. Là FPT thì nó nhàn hơn đấy. Là FPT nhàn hơn Việt Theo, Việt Theo là vất nhất. Việt Theo là có loại thứ được kinh tỏa. Kiểu xong thì lúc đấy là cả Honda luôn. Để làm xong mình cũng vào Honda luôn. Cái bốn rửa này thì nó rửa. Bốn rửa này thì nó rửa. Làm hơn 35 năm nghỉ về để làm. Đấy, làm rồi xong lại nghỉ chứ. Đi đang xa, co kế được. Co kế đi đang xa rồi xong lại. Mới lại có chuyện bắt đầu mới về đây. Nâm Mê Linh nó ở chỗ mạn nào nhỉ? Ngay chỗ đoạn đường, nếu mà đi trên đường quốc lộ 2 cũng có cái đường đâm vào đấy đúng không? Bến xe Phú Yên rồi xin thẳng xuống. Từ đây ra đến xe Phú Yên. Về hướng Nghĩa Trang đấy à? Hướng nó là Nghĩa Trang đấy à? Nghĩa Trang nào cậu? Chỗ đồi 79 này. Đấy là Thanh Lâm rồi đấy. Ừ. Đi hết đây, chỗ đấy là bắt đầu sang địa phận của Thanh Lâm rồi. Cứ nghe quen quen. Xã Thanh Lâm rồi. Cứ nghĩ là một là chỗ đấy là Thanh Lâm rồi đấy, hai là cái chỗ đoạn là đi đường có biết chỗ hoa quả dưới làng gì tiền không? Biết chỗ hoa quả dưới làng tiền không? Đấy ủy ban xã Thanh Lâm rồi đấy. Không đi đường xuống dưới đấy mấy ngày xưa là cái chỗ mà chuẩn bị đến Nghĩa Trang đấy có đường có cái ngõ to rẽ tay trái đấy. Đấy vào trong đấy vào ủy ban. À. Chỗ hoa quả ở trong đấy. Ừ. Đấy là nhà ông đi đường trong đấy à? À tôi ở đấy đâu, tôi ở đằng này. Tôi đang đang đầu đường 100 này mà, đang kéo ấy. Đầu đường 100. Ờ, tôi đầu đường 100 vào có 2 cây thôi. Vẫn của Mê Linh nhưng mà nó ra Vĩnh Phúc mà. Ừ. Biết đạo đức không? Biết đạo đức. Đấy, nó, tôi ở bên kia sông. Nó cách con sông. Xã Đạo Đức bên này, xã tôi bên kia sông. Ừ. Đi đường vòng thì đi cái đến Bạch Chữ bao giờ chưa? Thực ra là đi đéo nhớ ở đâu bởi vì đi thì ngày xưa bây giờ vẫn đi đấy đâu. Thì đang bảo không nhớ Thanh Lâm ở chỗ đoạn nào. Tôi ở đường, ngay đầu đằng này chứ không Thanh Lâm xa hơn. Ông ở Thanh Lâm. Trưởng ơi, có nhớ gì đâu. Đi về nhà rồi đâu, chả nhớ, chả có nhớ đường. Mấy lần đi rồi chả nhớ đường. Nó đi xuống Hà Nội bao nhiêu lần nó còn chả nhớ đường. Cái Hà Nội của chúng ta chịu mày. Đúng rồi, ngay đây rồi chả nhớ, sao mà nhớ Hà Nội được. Ngay đây là dễ nhớ nhất rồi đấy. Đường Hà Nội đi một vài lần nhớ được cái đường của nó là biết đường ngay có gì đâu, từ đường gì đâm ra đường gì. Ông Trường nó bảo nó nhớ đường đi nhưng không nhớ tên đường. Đấy, nó bảo thế. Kiểu đi đến đâu nó nhớ đến đoạn đấy thôi. À, nó đi đến chỗ đoạn nào dễ. Nó không nhớ tên là đường này xuyên ra đường nào. Nó lấy một cái nhà đấy làm điểm. Ờ nhà đấy kiểu kiểu như vậy. Tầm tháng sau nó đập mẹ nhà đi chẳng hạn thì đấy nó kiểu là... nó nhớ kiểu đấy. Với lại xong thì nó toàn đi theo bản đồ ấy. Đi theo map hết. Ừ. Nhưng mình quen đường rồi thì kể cả nó sửa nhà cũng chả có gì thay đổi cả, vẫn nhớ trục đường đấy xuyên ra đường nào.
càng ngày đường xá càng nhiều nên là thay đổi rất nhiều. Thế đúng là ông ở chỗ nào? Kiếu à? Ở Tiến Thắng. Ừ. Tên đấy thì mình chưa nghe đấy. Ừ. Tiến Thắng, Bạch Chữ. Qua Bạch Chữ vào tới làng. Đi từ đây đi về dưới đấy nó cũng phải tầm 15-16 cây nhỉ? Tầm đấy, đúng rồi. Bao giờ đi sửa mạng ở ngoài soi chưa? Chưa, nó chỉ ra đến ấy thôi. Nói tôi chúng tôi làm ở trong này thôi, còn nếu mà sửa ở ngoài đấy thì ra ngoài đấy có độ ngoài đấy. Hỗ trợ thì cũng chỉ đến chỗ đằng 74 là quay đầu rồi. Mình đang cũng đang dùng vọng mình theo, chả biết là đội nào làm rồi, chả biết đội Hà Nội hay đội Vĩnh Phúc. Gọi điện lên bọn mình theo bảo nó lắc rồi. Đất đấy là đất đấy à? Đất Vĩnh Phúc à, đất của Hà Nội. Đất của Hà Nội thì quận Hà Nội rồi. Giá 185.000 chứ không thấp nhất đấy. Đâu, thấp nhất là 165.000. Thế thì bên Hà Nội nó cao hơn là đúng rồi đấy. Đâu, vẫn như nhau hết mà. Không, bên mình hỏi bạn thấp nhất nó từng cái tiền nào. Không, cho nó tư vấn láo đấy. Có gói 185.000. Nếu khả năng không muốn có chung hơn gói thấp thì tôi gói đấy. Mình lấy gói thấp nhất như thế. Đúng rồi, cứ dùng gói bình thường 185.000 nữa. Đấy, trước đang dùng Viettel là 165. À, đang dùng FPT 165. Các bạn lúc đổi sang bỏ FPT sang dùng ở đây 185 đấy. Thế thì nó vẫn là 165.000 thôi. Bởi vì các nhà mạng giá nó sẽ như nhau. Giá cạnh tranh thì có chuyện thấp cao hơn được. Mình vẫn đóng đây. Chẳng qua tư vấn láo là 185.000 nó kêu thấp nhất thôi. Ừ, thì chắc có quá thấp hơn nhưng mà nó không tư vấn. Ba hiểu, ba nhà mạng, giá ba nhà mạng sẽ như nhau. Cạnh tranh thì bằng nhau. Cạnh tranh nhau nên là nó sẽ đưa ra một cái mức là bằng nhau để cho hàng tự lựa chọn. Nhưng mà cái số lượng mê hình như khác nhau số lượng đúng không? Không, tốc độ nó vẫn thiếu. Vẫn đồng nhau, các nhà mạng đồng nhau à? Tốc độ nó do con thiết bị ấy. Thiết bị ngon thì nó không ngon. Mà tụi đợt này dùng mạng Viettel chả lắm. Nhưng rồi, ở nhà không có dùng mấy đâu. Đang biết cắp biển thì mà không có dùng mấy đâu mà. Đỡ rồi, có 3G được rồi. 3G được bao nhiêu đâu. Nhà mình còn chưa lắp cam. Tôi đi làm thì chỉ dắt thêm lắp cam rồi. Đã lắp cam được. Đã có thời gian rồi làm. Đi làm rồi cứ từ sáng đến tối thì bây giờ này sáng luôn. Lương thì nó gọi là ổn định. Đang suốt ngày nghỉ lễ, nghỉ lễ trái thì ngày đéo. Ờ bên đấy không được. Bên đấy cũng giống bọn này ngành dịch vụ là thế. Nghỉ đéo có người làm hộ cho thì. Ai cũng muốn nghỉ cơ. Nó phạt tiền cho cho người. Ờ đúng rồi, lại có chơi bài khách hàng mà hủy thì lại trừ tiền. Được đấy, mình làm một tháng hai tháng mình nghỉ luôn, tại lúc đấy chưa kiếm được việc rồi. Mình kiếm được nghỉ luôn, khổ hơn cả đi công nhân. Nó được mỗi là nó thoải mái hơn là đi ngoài đường thôi. À, đấy coi tháng hết bao nhiêu tiền xăng ạ? Mỗi ngày là hết, nếu mà đi con này xưa đi con xe kia mỗi ngày 50 tiền xăng thì địa bàn nó rộng thì đi lại nhiều. Ăn thôi coi. Đâu, không ăn đâu. Ừ, không ăn thì kéo đi. Hai tay, đấy, một tay đấy. Làm ăn cái kiểu đấy à? Nhưng mà tay này quan trọng rồi. Ngón tay nào đâu thì không cầm, những ngón tay khác cầm được, kéo đi. Kéo lên. Không đạt công thì chưa về nhịn. Bố cho ở nhà ăn mới học mới chơi thôi, không nghe lời. Muốn đi làm, cho đi làm. Ừ, cho đi làm cho biết xác. Mỗi việc nghe lời ông bà ngoan ngoan ngoãn mà không chịu là thực hiện. Có mày đi làm nào, kéo đi, không làm không có ăn.